Mày sủa à? Không, con sủa thì ai? Ông tưởng con ngủ à? Nhưng mà con thính lắm. Mà ông đi đâu? Tao đi đâu kệ tao. Việc của mày à? Nhưng mà ông đang đứng ở nhà con. Thế mà cả làng này cứ bảo mày là thằng khờ. Cả làng khờ. Vợ mày đâu? Vợ con ngủ. Ngủ à? Ngủ rồi thì mày đi chơi đi, gì nữa. Không đi được đâu. Con phải ngồi đây trông. Con đi chơi vợ con đánh ngay. Trông à? Vâng. Này. Dạ. Việc trông là việc của con chó. Con chó nó ốm, con cho nó nghỉ rồi. À. Thảo nào, lúc tao vào là mày sủa. Vâng. Ừ. Con thay chó mà. Con chó nó ốm, con chó nó nghỉ. Chứ không như nhà ông. Thằng Nô nó bảo á, làm ở nhà ông, ốm cũng phải làm, không làm là ông đánh. Thế ông hỏi mày, ốm có ăn không? Có. Thế vẫn ăn thì vẫn phải làm chứ. Thế nhưng mà con chó nó mệt, con chó nó nghỉ rồi. À, ông bảo này, mày đi chơi đi, để ông trông thay mày. Ô, ông trông thay con? Ừ. Thế là ông làm chó. Ừ. Con chó. Nhưng mà làm chó khó lắm, không dễ như ông nghĩ đâu. Ông có biết sủa không? Ông mày chả có việc chó gì là không làm được. Kể cả việc sủa nhá. Ông sủa đi. Ông sủa được. Mày đi nhá. Vâng. Ừ. Sao? Được à? Đúng, đúng là con chó. Con chó này là con chó già. Con chó nhà con nó non hơn. Ấy, non thì có cái gì là khó. Ô, ông sủa non hơn nhá. Vâng, ông sủa đi. Không, 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 không. Con này là con chó non. Chó non sủa nó phải vẫy cả đuôi cơ. Thì ông vừa vừa sủa vừa vẫy có gì đâu. Sủa đi. Nhưng mà không giống. Không giống con à? Chó nhà con nó già hơn. Nó lại là con chó cái. Còn con chó này là con chó đực. Trời, chó nào chả là chó. Mà thôi này, cả làng cứ bỏ mày khờ, tao chả thấy mày khờ tí nào. Ai, ông cho tiền, ra quán mà uống rượu đi. Uống rượu á? Ừ. Ừ, uống rượu say lắm. Không uống rượu thì ăn bánh. ăn bánh thì được. Ừ. Không uống rượu đâu. Ừ. Ông. Ờ. Ông làm chó đi. À. Này. Cái gì? Chó. Ngồi. Ngồi. Người lạ đến phải sủa nhá. Ừ. Đi ăn bánh, đi ăn bánh. Thế mà cứ bảo nó khờ. Ồ, khùn phết thế. Nhưng mà trên đời này chả có việc chó gì là không làm được. Làm chó mà được á thì rồi ôi, đúng là cái thằng khờ nó có cả một đống của thế này này. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Ôi trời ơi, chú gì đấy? Ông đây. Sao ông lại vào đây? Thì ông trông nhà, ông phải vào đây chứ. Chồng con trông ở ngoài cửa cơ mà, sao ông lại vào đây được? Ông cho nó 2 xu, nó đi ăn bánh rồi.
Chồng con đi ăn bánh á? Ừ. Thế thì ai trong nhà? Ông chứ ai? Thì ông làm chó à? Làm chó trong nhà mà được gần mình thì ông cũng làm cả đời. Ông ý, ông thế là ông không công bằng. Không công bằng cái gì? Ông cho nhà con tiền để đi ăn bánh, thế mà ông chẳng cho con đồng nào. Ừ, đây có ngay. Không cần phải đếm mà ông đưa đây. Lần nào cũng đếm. Này, thôi tranh thủ nhanh lên, không nó về bây giờ mà ông cũng trốn bà đi được một tí thôi. Ơ kìa tranh thủ đi không. Ôi dồi ôi, ông ơi, ông cứ bình tĩnh đã xem nào. Con chó già, con chó già, con chó già này. Sao mày đánh ông hả thằng này? Việc của mày là ở ngoài sân trong nhà cơ mà, ai cho mày vào nhà ông? Mày lại còn trồm lên cắn vợ ông cơ à? Hả? Thì trông ở ngoài sân nóng khát nước, ông vào ông tìm nước uống ấy chứ. Thế mày uống xong chưa? Xong rồi mày đi ra trông đi. Ông trồm mày 2 xu mình đi ăn bánh cơ mà. Nhanh thế. 2 xu mua bánh, ăn hết rồi. Ăn hết bánh rồi thì mình về thôi. Mà mày hỏi làm gì? Mày đi ra ngoài đi. Ra ngoài trông đi, không trộm nó bê hết cả ghế đá của ông. Ông lại lấy cái chày ông đập cho mày một phát bây giờ. Ông ơi, chồng con khờ thế thôi, nhưng mà cục tính lắm. Nó mà điên lên nào, nó vác chày nó đập vỡ đầu ông ra đấy. Ông đi ra ngoài đi. Việc có gì tối, ông cứ đi rồi tối có gì tính. Ông đi về đi. Thôi được, để ông ra ngoài ông trông. Có ai đến thì phải sủa to lên nhá. Ừ. Woo, woo, woo. Này, con chó già nó trồm lên mình, nó có làm gì mình không? Làm cái gì mà làm? Sao mà vào chậm thế? Tí nữa thôi là người ta sơi tái tôi rồi. Làm gì mà lâu thế? Thì mình phải xem nó làm cái gì chứ. Dở hơi à? Đúng là cái đồ khờ. Cả làng này cứ bảo là tôi khờ. Có mà cả làng này khờ. Bình minh ló dạng chân trời, mà núi che hết cả mây vờn vào đâu. Ngày có mà vờn vào thung lũng à? Thế mà đã trưa rồi, chưa chày chưa chật ra thế này rồi. Nô, thằng Nô đâu rồi? Dạ, con đây bà ơi. Gọi con ạ. Mày làm cái gì đấy? Ủa, bà lại hỏi con là mày làm cái gì? Thế bà đúng là nhiều việc bà quên à? Thế hôm qua bà dặn con là vần cái cối ra đầu hồi, đúng không ạ? Ừ. Thế nhưng mà ông đi về, ông bảo là vần cái cối ra đấy để cái nước giọt danh nó chảy xuống nó mòn cối của bà. Ông mày thì biết cái gì? Tao muốn bảo mày vần vào đấy ý, là nước mưa giọt danh nó chảy xuống ạ, nó không bắn, với lại còn có nước mà ăn. Mà đó là cái cối đá thì phải vần đi vần lại nó mới tròn chứ lị. Đúng không? Dạ đúng. Thế thì hôm nay trong làng có việc gì không? Dạ hôm nay trong làng có cúng Thất Thất Lai Tuần. Thất Thất Lai Tuần là cái gì? Dạ là cúng 49 ngày của ông cố ngoài đầu làng bạn. 49 ngày như thế là có cố à? Dạ vâng. Ôi trời ơi, thế mà làm sao giờ này ông mày vẫn còn chưa dậy? Ông ơi! Gọi. Bà đang tiện mồm mà gọi luôn đi, bà lại còn bảo con gọi. Thế mày là bà chủ của tao là thằng đầy tớ à? Ai làm cũng thế thôi. Ừ, ông ơi, để con gọi. Ông ơi. Ông. Trời ơi. Ngậm cái mồm vào. Này. Vừa mới sáng ra bà bảo ai ngậm cái mồm vào đây hả? Tôi bảo con đâu, tôi bảo gì ông? Thế cả hai cùng ngáp mà nó trống không thế à? Không.
không ngậm vào thì có mà chết đói. Chết đói? Thế ngậm vào thì ăn vào cái lỗ nào? Ông có biết trong làng hôm nay có việc gì à? Có việc gì? Chết chết Lai Tuần. Bà ơi, chết chết. Không phải là chết chết Lai Tuần mà là thất thất Lai Tuần. Lai Tuần thì cũng là 49 ngày hay gì cũng là chết chết cũng là cũng thế. Để mà mày không biết để cứ thích nói chữ. Mà đây, 49 ngày ai đấy? Nhà cụ cô. Cụ đã mời chưa? Ôi trời ơi, gì chồng mình hôm nay để khéo vẽ. Ở trong cái làng này ha, có cái tuần trai nào mà ông thiếu nước mắt đâu mà gớm. Thế còn phải đợi mời đấy. Bà sướng nhỉ? Bà diễu chồng bà thì thấy bà sướng lắm phải không? Vạch cao lưng lên. Ngứa à? Xin, mày gãi cho thầy mày. Không phải gãi. Vạch áo cho người xem lưng đi. Mà tôi nói cho bà biết nhé. Người ta bảo là xuất giá là phải tòng phu, phu tử là phải tòng tử. Hiểu chưa? Tòng. Thế bây giờ tôi hỏi ông nhé. Bây giờ mà lấy chồng rồi mà chồng chết thì người ta gọi là gì? Đấy, người ta gọi là liệt phụ. Liệt phụ. Thế chưa chồng mà chết thì gọi là gì? Liệt phu. Thế bây giờ là coi như là lấy chồng rồi mà coi như đã chết thì gọi là gì? Liệt dương. Sao liệt dương? Thế vẫn đang sống thì chả là dương à? Hả? Sống mà lại như chết thì có khác gì là liệt dương không? Ông đấy, ông đang nằm trong cái dạng thứ ba đấy. Này, bà tập ngay cái mồm bà lại nhá. Ăn mới chả nói. Vì chàng thiếp phải bưng mâm, ngẫm như mình thiếp là bốc thầm cũng xong. Người đàn bà phụ nữ là phải như thế chứ. À, hơi tí là mồm cũng xoen xoét như con vịt ấy. Xoen xoét như con vịt. Bà ơi, gì? Bà, ông con ấy, đi ăn như thế là có lợi cho bà đấy còn gì nữa. Lợi gì? Mày nói tao nghe. Ông đi ăn cỗ như thế là bớt cơm cho bà đấy. Chứ mà cái mồm ông này mà hốc đủ bữa, có mà chết cơm bố mẹ. Mà lần nào ông đi ăn chỗ, ông chả mang phần về cho bà. Người bà chả hốc đẫy còn gì. Nhà này có khi thằng này là thông minh nhất. Thế thì đi đi chứ còn gì nữa. Mẹ à thầy. Mày chửi ai? Đâu, con nói mẹ, con nói thầy. Đi thôi con đói. Mày giống như con mẹ mày, toàn nói trống không thôi. Đúng rồi ông ơi. Ông bà mà không đi nhanh cứ ngồi đấy mà cãi nhau ấy, thì các cụ bảo là ăn cơm thì đi trước mà lội nước thì theo sau. Đến muộn là bát còn chả có mà lướn đâu. Thế đi thôi chứ còn cái gì nữa. Đi thôi. Đi họ. Để tôi vào tôi lấy cái tay này, mình còn mang phần về chứ lị. Cậu ơi, cậu đừng có nhong như thế, con mệt lắm. Mà tại sao cậu lại rất giống ông, cứ thích nhún được không ạ? Chứ là không giống ông thì nó còn giống ai. Nhưng mà cậu bé như thế này, tập nhún sớm làm gì? Lần nào cũng cậu đi chơi về, con cũng tím hết cả lưng rồi không ạ? Nhong. Mà này, nhớ cái điều thầy dạy chưa? Ăn. Thì lập tức hà mồm ra. À. Thằng này dạ. Cũng đồng thời vén cái tay này để ông bút vào. Rõ chưa? Ông ơi, con biết rồi. Thế nhưng ông không có cách nào khác à? Có mỗi cái cách này mà ông dùng suốt mấy năm nay rồi. Mày nghĩ cách cho ông đi. Quan trọng là có miếng ăn, hiểu chưa? Dạ. Năm hai. Thầy ơi, sao cứ đếm 52 thế? Không biết đếm hả thầy? Thầy đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Sống ở trên đời, có cái việc gì không liên quan đến mình, kệ nhá. Nghe thấy gì chưa? Cái gì? Những việc gì ở trên đời ấy, không liên quan gì đến mình ấy, thì mặc kệ. Nhông với thằng thầy. Thầy ơi, thầy ơi. Nhông. Cậu ơi, cậu bỏ cái tay.
chai nải ra chỗ khác đi. Chứ mùi thức ăn nó bốc lên thơm lắm. Con đói con không đi được. Cô 49 mà cái thằng trai nó làm hèo quá. Cái đĩa chả nó thái mỏng rồi nó còn bổ 10. Gương nó mang về cho mợ được có 6 miếng. Nhanh về có mợ đang chờ ấy. Năm 2, năm 2, năm 2. Thầy ơi, sao mai cứ đếm năm 2 ấy thầy? Thầy, thầy đã nói với con bao nhiêu lần rồi, sống ở đây. Nhưng cái gì không liên quan đến mình ấy, thì... Kệ. Đúng. Hỏi nhiều, đi về. À mà thôi, này, đưa cậu về. Ông ở lại đây có việc nhé. Dạ. Nhông. Cậu ơi, cậu nhông nhẹ thôi. Nhông. Cậu nhông nhẹ thôi. Không tao ném thằng thầy mà xuống ao đấy. Trời ơi. Ôi. Rồi. Năm ba. Ôi ông ơi, con xin lỗi ông ạ, cậu để con không được năm ba rồi. Xin lỗi ông ạ, thôi mình đi về đi cậu. Năm ba. Kéo cậu cho. Ôi trời, đúng là 49 chưa qua mà 53 đã đến. Sống ở đời cái gì không liên quan đến mình thì... Kệ. Này, có nhiều cá không? Nhiều lắm ông ạ. À, đâu? Nó đầy dưới sông này. Giời ơi, được con nào chưa? Nó phải từ từ nó mới có, ngay thì không có. Ông muốn ngay ấy, ông xuống mà đánh. Mà ông ấy là nổi tiếng trong cái làng này là bắt cá giỏi. Người ta đồn ấy là ông chuyên bắt cá hai tay. Ý được cái bồ lão ấy thì... Ông bây giờ xuống bắt cá để cho mày lên bờ à? Mà ông nói luôn nhé, ông đã không bắt cá thì thôi, nhưng ông bắt cá thì cả cái làng này không có cửa luôn. Mày đi đâu ấy? Đổi nghe. Đã được con nào đâu mà về? Hả? Không phải được. Về đổi nghe. Cái ngữ mõ nhà mày thì làm cái gì mà còn đổi nghề? Đi làm nghề gì? Ăn trộm. Cái gì? Ông cấm nhá. Mày mới ăn trộm thì chết đọt rồi. Con với ông đi. Ông vừa bảo là cả cái làng này không có nhà nào có cửa. Thế thì con với ông đi ăn trộm thì kiếm. Giỏi đấy. Có khi ông phải chuyển nghề cho mày đi học thôi. Ông bảo đứa con đi học cái gì? Học cái lớp cãi ấy. Chỉ cứ giỏi cãi ấy. Thế thì con với ông đi học, ông lớp trưởng. Chỉ được thích nói bố lão thì thôi, ở đây mà bắt cá đi. Ông ra nhà ông Đề, có tí chuyện nhá. Ông tiếp chuyện ông Đề một tí xong ông lại ra nhá. Nhưng mà con đói, ông thay con một tí thôi. Con cứ chịu khó, đói ăn cơm nó mới ngon miệng, hiểu chưa? Ôi giời. Mà đây, tôi chết không? Cái khăn xếp của ông đâu nhỉ? Khăn xếp ông hỏi con, khăn xếp ông phải hỏi bà chứ. À quên mất, lúc nãy nó bảo đi kéo cá thì cần gì khăn xếp, đúng không? À thôi, bây giờ đói rồi gì? Thôi bây giờ con về nhà đi. Về nhà nấu cơm, nếu bà chưa nấu thì con nấu đi. Xong rồi mang cơm ra cho ông để ông kéo cá cho. Mày kéo cá này không có hiệu quả. Con nghi lắm. Nghi cái gì? Đấy, biết ngay rồi. Vừa bảo là ông mặc quần áo thế này ai ông xuống, bây giờ lại bảo con về. Ô hay cái thằng này, cái mày cái gì cũng biết đấy nhỉ, cái gì cũng hay. Ừ. Đi nhanh đi về lấy cơm. Ông cũng đang đói lắm rồi, đưa ra ông kéo lên cho.
khẩn trương lên được. Đấy nhá, nhớ đấy, đi càng lâu càng tốt nhá. Chen 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 chen. Dạ không, em là Thắm. Thì ai chả biết em là Thắm, nhưng mà Thắm đi hái sen đúng không? Vâng. Anh có lời khen, úi giời gớm, đã xinh đẹp rồi còn đảm đang như thế. Để anh mua một mớ nhé. Úi giời, sen đẹp quá, Thắm cũng đẹp. Này, thế anh xem nào, để anh đón cho nào. Úi giời ơi, sen đẹp quá. Các cả cắm rồi. Làm nô từng ấy năm, chưa thấy ai tham lam như lão này. Đời còn dài, cá còn nhiều. Ngày công nhận là fan nhìn nó Thắm nhỉ. Mà này, tại sao Thắm lại phải đi hái sen? Thôi từ nay giờ đi rồi sẽ có người khác hái cho Thắm nhá. Thắm không phải đi hái nữa, vất vả. Thôi, em chả dám đâu. Bà Phú ghê gớm lắm ạ. Sao phải sợ, đã có anh rồi, anh sẽ bảo vệ cho Thắm. Lúc nào Thắm cũng ánh màu sen. Đẹp như hoa đó sen luôn. Ông ơi, ông. Bà. Hả? Bà. Cái gì, bà? Sen cầm lấy Thắm đi. Ôi trời, à quên, Thắm không hỏi cái sen cái. Đi giúp anh cái không, mà ra cầm nát cả hai người bây giờ. Nát hết người đấy, bây giờ. Biết ngay mà, líu hết cả lưỡi vào rồi. Thôi, em đi đây. Mặc dù anh tiếc lắm nhưng mà hẹn gặp lại nhé. Bà đâu? Ông đưa con cái bà. Cái bà nào? Con cuộc. Bà đưa cho con cái không? Rồi cái áo chứ. Làm sao mà nhầm lẫn lung tung thế cả đó. Con sợ bà quá. Bà. Con sợ bà hơn cả ông. Mày sợ bà hơn cả ông sợ bà. Bà đâu rồi? Bà ở đâu? Ở nhà hàng xóm. Nhà hàng xóm này. Mày nói gì như thế? Ông ấy cứ tưởng bà đang ở đây rồi. Mày có biết mày làm cho ông mất cảm con cá chấm nữa không? Ôi trời, con cá to quá nó mỡ màng. Nó béo tốt như thế mà mày làm ông chồng nó rồi. Nhưng mà ông ơi, bà đang ra đây thật. Hả? Bà đang ra cho ông ăn. Ăn gì? Ăn đòn. Hả? Con sao ăn đòn? Bởi vì nhá, ông có một chuyện tày trời. Tày trời gì? Con Thắm con xe nó vừa về rồi mà. Không phải chuyện đấy. Có chuyện gì nữa? Bà phát hiện ra ông nhá, giấu 20 hào ở dưới cối xay lúa. Tôi chết rồi. Tại sao dưới cối xay mà bà vẫn phát hiện ra là thế nào? Con không biết. Có đúng không? Đúng. Bà đang nói chuyện với mấy bà là phải xử ông. Tôi chết rồi. Bây giờ thế này nhá, con nhanh chóng con về. Con giấu ngay cái số tiền đấy, con giấu đi chỗ nào khác cho thật kín vào nhá. Để bà đánh chết con. Mày không giúp ông mà tránh được bà đánh thì ông đánh mày chết. Chết thôi, con cứ chịu ông đánh còn hơn. Cái thằng khổ quá, mày giúp ông chứ. Giúp ông thì con có được cái gì đâu. Sao không được cái gì? Được rồi, hay là bây giờ ông sẽ chia cái số tiền đấy cho con một nửa nhá. Có nghĩa là có 20 hào ông cho con 10 hào. Này, khẩn trương giấu cất thật kỹ vào nhá. Bà mà phát hiện ra là cả ông và cả mày đều nát đòn đấy nhá. Ông nhớ nhá. Ừ, đi khẩn trương đi chạy về. Này, ông ơi. Ông chắc chắn nhá. Khổ quá đấy mà chắc chắn nhanh nhưng không bà phát hiện ra này. Nhưng con lấy luôn 10 hào đấy. Ừ, còn cái số kia cất khẩn trương nhá. Bà. Mày làm cái gì mà giấu giếm thế hả con? Con lau tay, con vừa bắt cá. Thế bà tưởng mày đi úp cá cơ mà. Thì con đói quá con về. Đói quá về thì ai trông cá cho mày? Thì ông trông ngoài đây. Ông mày đi trông cá cho mày á? Không chỉ ông trông đâu, mà ông còn bắt cá bằng mồm. Bắt cá bằng mồm à? Kinh nhỉ. Thằng này, mày định nói gì với bà có đúng không? Nói mau. Nhưng không phải như bà nghĩ đâu. Còn kinh hơn thế. Nói mau. Mày nói mau. Ông mày đang làm gì? Không. Con mà nói ra, con mà ông đánh chết.
mày mà không nói bà cũng oánh chết mày. Ôi giời ơi, trời cao đất dày ơi. Bây giờ làm nô khổ như thế đấy, nói cũng chết mà không nói cũng bị đánh chết. Mày phải nên nhớ nhá, mày mà bị ông mày oánh nhá thì nhẹ thôi, chứ bà mà oánh thì chỉ có què lấy ống dệt thôi con ạ. Nói nhanh. Nhưng mà bà phải giữ bí mật đấy. Được, bà sẽ giữ bí mật, cứ nói cho bà biết. Ông ấy. Ừ. Giấu bà 10 hào. Úi giời ơi, giấu tiền, những 10 hào. Thế giấu ở đâu? Ở đâu còn lâu con mới nói. Mày nói mau, nói mau. Mau lên, nói rồi bà thưởng. Bà thưởng thế nào? Bà thưởng cho một nửa. Bà thưởng một nửa, nói đi bà thưởng. Thật nhá. Thật. Con định không nói, nhưng mà thú thật với bà, từ ngày ở với ông bà, con là con quý bà như mẹ. Thì thế, nhưng mong cho bà sốt ruột quá. Tiền ông ấy giấu dưới cối xay lúa. Ông bảo con về là giấu nhanh lên, không bà phát hiện. Nhưng mà con không làm thế được. To gan lớn mật thật đấy. Nhanh, mày đưa tiền cho bà. Thế cho nên là con chia cho bà nhé. Con chia cho bà như lời hứa là 5 hào. Con gửi bà. Rồi, được rồi. Nhưng mà con bảo bà này, bà phải làm như thế này này, không là ông nghi đấy. Làm thế nào? Được. Chết với bà. Ông ơi. Có chuyện gì đấy? Chạy đi ông ơi. Hả? Con không kịp về lấy tiền. Bà đã lấy rồi, bà phát hiện bà đang cầm gậy đuổi theo kia. Tại sao mày chậm thế? Còn không kịp. Bảo mày giấu xong gì cơ mà. Trời ơi. Đi đi. Ôi trời. Kìa. Có đứng lại không? Hả? Đứng lại. Bình tĩnh bà ơi. Ông chết với tôi. Bình tĩnh bà ơi. Bà ơi. Ông phải ông đứng lại không? Hả? Ai bảo tham, ăn cả hai mang. Hại não thật. Chủ quán. Đây, em đây. Ôi thầy hai bác ơi. Em hỏi khí không phải chứ, bữa nay xong thì ai là người thanh toán nhỉ? Mày quay cái ngón tay ở phía mày đi. Nó đã ăn uống xong đâu mà lo thanh toán đấy. Ý em nói ấy là thanh toán của những cái bữa lần trước. Chứ bữa này em nói làm gì, đã ăn uống gì đâu. Thế cứ xong rồi nó tính. Đi rồi, cứ vào đi. Thế bây giờ là cứ tướng đổi cho đồng, đổi cho tướng chứ thế này chả biết ai thanh toán. Thế cứ đi vào đi. Mất cá ngon này. Ăn không thanh toán thì có mà ăn cái gì. Rồi đánh cháy nguyên ăn. À. Lần sau đi với thầy ấy, con nhớ phải thanh toán trước đi. Thầy. Cái gì? Không có. Rơi cái gì vào đầu à? Con đang xem trên đầu thầy nó có giống đầu con không. Đầu này. Thầy làm sao giống con được. Đây thầy xem này, thấy chưa, có hai cục nó nhú lên này. Đấy. Con thấy gì đâu? Không thấy á? Không. Thế mà cả làng cả tổng này người ta bảo là con đang mọc sừng. Nó vật ra luôn này. Cúi sở mó nhú. Khổ thế đấy thầy ạ. Ngày xưa các cụ dạy là gì? Đập đá thì xem thớ. Lấy vợ thì xem mông. Lấy chồng thì xem giống. Giống nhà con thì tốt rồi. Thế con gái thầy ấy, mông của nó như thế là quá chuẩn. Nó để cho mày hai đứa con đẹp như trong tranh còn gì nữa. Vâng, con biết là mông vợ con nó đẹp. Đấy, hiền lành nết na. Đấy. Nhưng con nói thật nhé. Vợ con chắc gì đã phải là giống của nhà thầy. Mày đừng có nói láo nhá. Thế thì kể hai đứa con mày chắc gì là con của mày. Thầy nói đúng ấy. Thế thì trên đầu con này, cái nỗi nhục này nó mới dần dần nó lớn lên. Con phải đội cái nỗi nhục đấy hàng ngày, thầy hiểu không? Vâng. Con biết là con của thầy. Rất là trung thủy, hiền lành và nết na. Hiền lành, trung thủy, nết na như thế này này. Minh ơi.
Mình ơi, tôi về rồi này Mình ơi. Mình ơi. Ôi trời, chết rồi. Ôi trời ơi, anh ơi, chồng em về rồi. Chồng em về rồi. Về thì kệ nó làm sao. Ôi trời, không được đâu, chồng em phát hiện ra là chết. Bây giờ nó làm nào? Anh trốn đi, anh trốn đi. Anh trốn đi đâu? À đây. Anh chui vào đây nhanh lên. Chui vào đây nhanh lên. Chui vào đây được không? Được, chui vào nhanh lên. Lên chồng em vào bây giờ. Mình ơi. Mình. Mình về rồi đấy ạ. Mình. Ôi giời, nhớ mình quá. Cái gì thế này? Ui giời, con chó mình ạ, con chó. Con chó à? Vâng. Con chó mà mình lại nhét nó vào bao như thế này à? Dạ. Ui giời ơi, cái con chó này. Tại sao mày lại chui vào bao này hả? Đấy, mình thấy nó kêu tiếng chó đấy mình. Khổ thân con chó. Đã cho mày vào trong bao rồi lại còn kêu mày. Mình ơi. Hay bây giờ mình vào tắm rửa đi. Thế được rồi. Tôi vào tắm rửa. Mình chờ tôi nhé. Vâng ạ. Con chó này. Mình ơi. Đấy. Thầy xem. Thôi rồi, đã thế thì hôm nay nhá, thầy với mày sẽ thay trời hành đạo luôn. Cái thằng đấy nó to gấp đôi thầy đấy. Thầy có dám ăn nó không? Thầy tiếp sức. Đi về luôn. Được. Nghe. Hai bác đừng có đứng lên vội. Gì đây? Cứ ngồi xuống em nhờ tí. Nhờ đây. Hai bác cứ ngồi tọa. Thế bây giờ là ai thanh toán cho em nhỉ? Này, lại tiếp tục ghi vào sổ này nhá. Ngày mai tôi xử lý trong việc thầy ra trả tiền nhá. Ôi trời ơi, mai sai hơn thưởng à? Cứ tướng đổi cho đồng đổi cho tướng thế này thì lấy cái gì mà buôn mà bán? Khổ quá thật. Tôi ở cái làng này tôi có chạy ra khỏi cái làng đâu. Nói cho mà hai bác biết nhá. Ngày mai mà một trong hai người nhá, bố không ra thanh toán, con không ra thanh toán, nhưng mà lần sau ra đây thì có ăn cái gì ăn cái bánh đà ấy. Cái chán bánh đà thì ăn cái gì. Cứ đi đi. Đấy, đúng là giỏi nhà ai qua nhà đấy. Thầy làm sao bảo sao con rể nó chặt thế. Ngày mai mà không dạ nhá, đến thì cũng mà ăn cái lộn ruột. Đây, thầy, con mời thầy. Thầy vào đây. Thầy, mình. Mình cái gì, thầy cái gì. Này, không phải hốt hoảng nhá. Mắt không phải láo liên như thế nhá. Này, hôm nay tôi mời thầy về đây để chứng kiến nhá. Đấy, thầy thấy chưa? Dạ, thầy ơi. Nhưng mà đêm hôm kia thế này rồi, thầy không ở nhà với bu con, thầy sang đây làm gì ạ? Ồ, sang đây làm gì? Tức có nghĩa là bây giờ mỗi lần thầy sang, thầy phải xin phép con phải không? Đúng rồi, phải xin phép à? Phải đúng giờ mới được sang à? Đúng giờ mới được sang à? Hôm nay thầy sẽ thay trời hành đạo. Thay trời hành đạo nhá. Thầy sẽ gỡ bỏ cái sừng ở trên đầu chồng con xuống. Nhưng mà cái sừng ở đâu ạ? Con có thấy đâu. Này, cô đừng giả vờ ngây ngô nữa nhá. Cô không phải trợn mắt lên. Mắt cô đã đủ to rồi nhá. Này, cái sừng này nó tồn tại, nó lớn lên từng ngày. Nó là nỗi nhục của đời tôi, cô biết chưa nhá. Và ngày hôm nay nó sẽ được dỡ xuống nhá. Thầy. Đấy. Cái thầy gì nhìn rồi? Đi. Hôm trước thì nó là con chó. Hôm sau nó là con mèo. Thế còn hôm nay nó là con gì? Nó là đá. Nó là tảng đá. Đá. Đấy,
thầy chứng kiến nhé. Đã hết 12 con giáp rồi, bây giờ chuyển sang là đá. Nó mà là đá thì phải đấm và đạp luôn. Vâng, thế thì con mời thầy ạ. Ôi thật thật, thầy ơi, đừng. Cái gì, con cái... khuyên thật thầy là thầy đừng đấm, nó sẽ đau đấy ạ. Này, hôm nay có thầy ở đây nhá. Ngồi xuống. Ngồi xuống để nhìn đây này, thầy thay trời hành đạo nhá. Con mời thầy. Thầy. Nó là đá vào. Vâng. Thầy sẽ đấm. Vâng. Ngay đi. Chết chưa hả? Thầy sao đấy? Ôi đồ đá thật thế sao nó cứng thế này. Thầy yếu thế. Thế cũng gọi là thay trời hành đạo. Thầy nhìn con này. Con đá. Đá để cho nó tan đời nó luôn nhá. Thầy yêu mình ơi. Ôi thầy ơi. Con đã bảo là đá rồi. Thầy ơi. Mày đã sáng mắt ra chưa? Cái gì thế này? Trời ơi. Thầy ơi, đá thật. Ôi, nói đá đi con không tin. Vợ chồng là phải tin tưởng nhau hơi một tí là nghi ngờ. Đi nữa thì mày làm cho gia đình nó tan nát. Rồi thầy tí thì còn gãy cả tay. Đau quá thầy. Thôi con xin lỗi thầy. Là đúng là con đã không tin tưởng vợ con. Con kéo thầy vào trường này tí nữa thì tan nát cả gia đình thầy ạ. Chứ còn gì nữa. Nhưng mà thầy ơi, vui quá. Tại sao lần trước con chó con đánh nó kêu, con mèo đánh nó kêu, có lần này nó lại là viên đá nhỉ? Thì mình kêu. Rồi. Tại sao viên đá nó lại ở đây nhỉ? Mà tại sao cái viên đá ông nó lại xuất hiện ở trong nhà mình cái chứ đi? Đá ông đâu mà đá ông, đá vôi. Đá ông. Đá vôi. Khổ quá, đá ông lù lù đây thầy. Rõ ràng đá vôi. Thầy một cười, ra bảo đá ông là đá ông. Đá vôi. Đá tảng. Hả? Đúng là hai ông đổ nước. Ê, xanh đấy. Ê, sai đấy. Mít ơi, ông bảo mít này, bao giờ mày chín? Muối phải mọng vào nhá. Cùi phải mỏng vào. Mọng, ngon, ngọt. Như là bà nhà ấy. Ê, được đấy. Cứ năm sau là phải sai hơn năm trước thì ông mới yêu, ông mới thích. Hiểu chưa? Không được ông chặt. Đấy, đấy, đi, ấy, gai cái xanh này là biết nghe lời đấy. Bẩm ông. Bẩm ông. Biết rồi. Bà đi vắng thì đúng không? Ra đây trồng mít với ông. Không phải. Bà vẫn ở trong nhà. Ôi giời, tí chết. Cái cậu thóc của ý đến thăm. Cái thằng đấy sang đây lại có việc nhờ bà. Bảo ông không có nhà. Cậu thóc của ý biết ông ở ngoài này rồi. Ai bảo mà biết? Con bảo. Úi dồi, sao lại bảo ông ở ngoài này? Đấy là sen ấy. Người khác thì chết đòn hơn. Này, có những cái việc ấy giấu kín thế, mà có một cái, những cái việc ấy động cái là hở. Cái thằng thóc ấy, nó sang đây ấy, là có cái việc nhờ bà nhá. Thôi, đi vào. Rồi ông vào múc cho nó cái gáo nước mưa nhá. Nhanh. Không được cái việc gì lại sang vay mượn. Hôm nay đúng là rồng đếm nhà tôm. Lâu lắm rồi mới thấy cậu thóc sang chơi đấy. Dạ chị ạ. Dạ mời cậu xơi nước ạ. Tôi cảm ơn. Cậu xơi chén nước mưa đi. Mát lắm. Mà uống vào lại ngọt giọng nữa, cậu xơi đi. Dạ tôi cảm ơn chị ạ. Cậu thóc sang chơi đấy à? Dạ. Quý hóa quá. Anh nhà đấy ạ. Nước mưa đấy, ngọt lắm, uống đi. Vâng, em cảm ơn ạ. Thế hôm nay cậu sang có cái việc gì không đấy? Dạ, chả giấu gì anh chị ạ. Hôm nay em sang để thưa việc với anh chị. Từ lúc mà thầy em khuất núi ấy, thì những người mà nợ tiền nhà em, người ta cũng chẳng trả. Ôi giời ơi, đúng là cái quần khốn nạn, đúng là cái phường bất lương. Toàn là cái phường bất lương hết. À mà này, nhà tôi ấy là trả hết rồi đấy nhá. Dạ không ạ, em không phải là nói anh chị ạ. Anh chị thì sống đàng hoàng, em làm sao mà dám nói anh chị ạ. Đấy,
Cậu nhắc thì tôi mới nói, nhà tôi là có nề có nếp đàng hoàng. Ba đời nhà tôi là tử tế, đến đời tôi còn tử tế hơn cậu ạ. Dạ vâng ạ, thấy em mất xong, u em càng ngày càng suy nghĩ rồi đổ bệnh ra đấy. Bây giờ thầy lang bảo là bệnh nặng, mà không có tiền chữa thì chắc là u em không qua khỏi ạ. Ui giời ơi, thương quá. Cho nên là hôm nay em sang đây để hỏi tiền anh chị cho em vay tạm về để chữa bệnh cho u ạ. Hả? Nghĩ cái hoàn cảnh của cậu, vợ chồng tôi cũng đau cái lòng, xót cái dạ. Thôi được rồi, để tôi... Cái gì? Để tôi hỏi ý kiến người. Ôi giời ơi, gớm mình. Mình lại cứ vẽ chuyện ra. Cậu Thóc đây là người nhà chứ không phải là người ngoài đâu. Mình muốn gì mình cứ quyết đi. Mình quyết đi. Thế thì mình... Nhưng mà ở nhà tôi chỉ được cái vẽ bề ngoài thôi, chứ làm gì có tiền đâu. Đấy, nói thế này cậu cũng phải thông cảm cho. Chả giấu gì cậu, mấy năm nay vợ chồng tôi làm ăn thất bát. Đấy. Dịch bệnh hoành hành, có buôn bán được cái gì đâu. Buôn bán là gì nói đâu. Thật, nuôi đủ miệng ăn còn là may. Mà này, vợ chồng tôi còn nợ đấy, nợ nhiều lắm. Chẳng qua là xấu hổ với bà con lối xóm nên là không muốn nói ra. Cũng vất vả lắm cậu ạ. Dạ, thế anh chị nói thế thì thôi ạ. Em xin phép em về bên nhà đấy ạ. Thế thôi cậu lại nhà nhá. Dạ vâng. À này đấy, chờ tôi tí. Cậu Thóc ơi, thôi thì của ít lòng nhiều, tiền thì chả có bao nhiêu nhưng mà tấm lòng vợ chồng tôi thì cao như là biển cả ấy. Gọi là biếu cậu hai cắc để có lo hậu sự. Ok mình. Thành thật với cậu, nhà cũng chẳng có. Có thì tiếc gì. Đúng rồi. Mình gần gũi thân thiết như ruột thịt, đâu có phải người dưng. Cậu cầm lấy. Cậu cứ cầm lấy đừng khách sáo. Cầm hai cắc này về để lo thuốc thang cho bà nhá. Về lo cho bà nhá. Dạ thôi, em cảm ơn anh chị, em về ạ. Ừ, cậu Thóc về nhá. Vâng. Cậu lại nhà. Gớm chửa, mỡ lên mà húp. Cho nó vay thì xong thì mẹ nó chết ra đấy thì xong rồi nó bé. Thế thì ai là người trả nợ cho vợ chồng mình? Định ăn không ăn hỏng của ông bà đấy à? Biết rồi. Còn khuya nhá. Mà may nhá. May cái gì mà may? May nó không biết cái khoản nợ ngày xưa mình nợ thầy nó. Đúng rồi. Mình mới trả lại, đã trả không đâu. May là nó không biết đấy. Chứ nó biết thì có mình chết. Bác Nghĩa ơi, ai gọi thế? Em ạ. À. Ôi, chú Địa đấy à? Dạ vâng. Thế đêm hôm sang nhà tôi có việc gì thế? Vào nhà uống nước. Thôi. Ê, chị nhà đâu anh? Đi ngủ rồi. Thế thôi, em đứng ngoài này cũng được. Em sang đây khuya khoắt thế này là có việc muốn nhờ cậy bác. Có cái việc gì? Chả là thế này, em chuẩn bị đóng chuyến hàng mới, cho nên em sang mượn bác ít tiền. Chú Địa cứ đùa, chú nổi tiếng giàu ú trong vùng để sang tôi vay tiền. Đừng có đùa vợ chồng tôi thế. Em nói thật, em đánh chuyến hàng mới cho nên còn thiếu chút tiền. Em sang nhờ bác, nếu bác có dư giả cho em vay rồi xong chuyến hàng em gửi bác. Chú định vay bao nhiêu để tôi gọi nhà tôi dạy? Em vay có 10 quan thôi. Có 10 quan à? 10 quan thì tôi có đấy rồi. Tưởng 100 quan mới gọi nhà tôi dạy chứ 10 quan lúc nào trong người chả có. Đây, chỗ này là vừa tròn 10 quan. Đấy, chú cầm về nhá. Đấy, xem đi. Đấy, có việc gì cứ sang đây. Anh em mình là tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau. Chú giúp tôi nhiều, tôi giúp chú được mấy. Dạ. Đi vào nhà uống nước đã. Thôi, khuya rồi. Em về chuẩn bị mai em đi sớm. Thế về nhá. Thế em cảm ơn bác nhá. Có việc gì cứ sang tìm tôi nhá. Dạ vâng, em cảm ơn bác. Em về đây. Chú lại nhà. Dạ vâng. Giàu mà vẫn không phải có lúc vay tiền. Tôi xin. Tôi xin.
Tuổi gì mà cầm? Trả tiền lại cho chú ấy đi. Kìa chị, chú trả tiền thì tôi cầm, có sao đâu. Có biết chú Địa là ai không? Nhờ chú ấy giúp vợ chồng mình như thế, chú ấy tốt với vợ chồng mình như thế, nên là vợ chồng mình mới có được cái cơ ngơi như thế. Mình nói như thế. Thế chú cầm lấy. Kìa chú anh, cầm lấy tiền. Có đáng là bao? Cầm tiền của chú cầm lấy. Kìa bác, em vay thì em trả, các bác đừng ngại. Khổ quá, chú cứ khách sáo câu này làm gì. Anh chị là coi chú như người nhà, chú cứ cầm lấy. Còn nếu mà cần thêm chị vào chị lấy cho, chú cầm đi. Kìa chị, thực ra số tiền này là em cũng vay hộ người ta, và hôm nay em trả anh chị thôi. Trời ơi, người tốt thế chứ. Chú cứ như là Bồ Tát sống ấy ông nhỉ. Có cái tấm lòng Bồ Tát. Có mỗi một cái tật là tốt quá mà bao nhiêu năm không sửa được. Ai đời lại đi vay tiền vợ chồng mình để đi giúp người khác bao giờ. Chú Địa ơi, ai mà tốt số thế hả chú? Là cậu Thóc. Cậu Thóc á? Phải, cách đây mấy hôm em gặp cậu Thóc. Cậu Thóc đây à? Dạ anh ạ. Ừ, thế sao lại ngồi đây? Trông mặt buồn thế. Nghe tin bà ốm. Thế bệnh tình của bà thế nào rồi? Dạ, bệnh của U em càng ngày càng nặng anh ạ. Và tiền thì nhà không có để lo cho U. Em cũng vừa sang nhà anh Nghĩa để vay tiền, mà nhà anh ấy cũng khó khăn quá anh ạ. Thế vợ chồng anh Nghĩa nói với cậu là gia đình anh đang khó khăn à? Dạ vâng ạ. Anh chị bảo gia đình đang khó khăn nên không có. Em cũng phải đi về thôi, chứ làm thế nào được ạ. Thôi được rồi, cậu cứ về đi nhá. Nấu cho bà bát cháo để bà hồi phục sức khỏe. Rồi mai tôi sang tôi thăm bà. Vâng ạ. Tôi đi chào anh ạ. Chắc là anh chị cũng còn nhớ ngày em và anh chị đến đây lập nghiệp, thì người giúp đỡ em và anh chị đó là thầy U của cậu Thóc. Anh chị biết đấy, văn hóa con người Việt chúng ta với tinh thần đoàn kết, yêu thương đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng cái quan trọng hơn cả là sống có tình có nghĩa, có trước có sau. Ai giúp đỡ mình thì phải khắc cốt ghi tâm mà tìm cách đền đáp lại cho họ. Chú nói vậy tôi thấy áy náy lắm. Đúng thật là vợ chồng mình không có phải. Chú nói thế, vợ chồng anh chị hiểu rồi. Vợ chồng anh chị sai thì vợ chồng anh chị sẽ sửa. Anh chị xin lỗi chú. Người được xin lỗi là cô Thóc chị ạ. Chú nói phải. Ngay ngày mai hai vợ chồng mình sang nhà cậu Thóc thăm hỏi xem tình hình của bác ấy thế nào, rồi xin lỗi cậu ấy luôn. Đúng đấy mình ạ. Cảm ơn chú. Nhờ có chú mà anh chị đã tỉnh ngộ. Vâng ạ. Vợ ơi, Mình ơi. Em đang tắm. Tắm gì mà lâu thế? Thơm là được rồi, không cần phải sạch quá đâu. Nhanh lên. Xong rồi đây, khổ quá. Lại được cả ông này nữa. Ông là con của thầy nhưng mà thầy phải lạy ông. Ông ăn cho nó nhanh lên cho thầy nhờ. Ông ăn suốt từ lúc mà mặt trời là vẫn còn hoàng hôn, mà bây giờ vẫn chưa xong, ông vẫn đang ngồi ông bú cơm. Ông đừng bú cơm nữa, ông cai đi cho thầy nhờ. Thế thầy cai đi. Thầy thì cai nhiều lần rồi nhưng mà nó vẫn tái. Nhưng mà ông ấy, ông cứ làm như này là hỏng hết việc của thầy. Bây giờ ấy, mình là đàn ông con trai, nam nhi đại trượng phu, bây giờ lớn rồi, làm cái gì nó cũng phải nhanh nhá. Cái gì mà chậm đều hỏng hết. Có những cái chậm thì mới tốt. Thầy ạ. Con nào nói đúng rồi đấy.
không phải cái gì nhanh quá cũng tốt đâu. Nhiều thứ phải chậm mới tốt. Lại đá xoáy. Chân thì không vòng kiềng nó đá xoáy ghê nhỉ. Thì chả thế còn gì. Này, đấy là hôm trước nhé. Tôi lỡ thất thủ thôi. Hôm nay kiểu gì tôi cũng báo thủ được. Được. Ăn nhanh lên. Thầy lạy ông. Ông nhanh cho thầy nhờ. Để thầy còn báo thù được chứ. Thế thôi, để em dọn mâm. Nhớ là nhanh nhanh đấy nhá. Yên tâm. Nào, ông ngậm thì thầy cũng ngậm. Nhưng mà bây giờ cùng bú xem ai bú nhanh nhá. Mình ơi, con nó ngủ chưa đấy? Ngủ rồi. Anh kiểm tra kỹ rồi. Anh còn cho nó đi tè. Xong rồi còn thử nó. Nó nằm im, ngủ ngon lắm. Có chắc chắn không? Chắc chắn. Cho anh báo thù nhá. Được. Hôm nay chắc chắn là thua trắng mắt ra cho mà xem. Cái gì nhở? Chắc là chuột đúng mà. Không. Thôi, kệ đi. Đấy. Cái gì? Chắc là nó không phải là chuột rồi mình ạ. Kệ đi, cho nó khuôn cả nhà đi cũng được. Đấy, ôi, mình ơi, chắc chắn là trộm rồi. Mình ra xem nào. Mình, đi đi mình. Đấy, mình đi đi. Kiểm tra cẩn thận vào, càng lâu càng tốt. Đi đi mình, đi đi. Mình chờ anh một chút, anh ra nhanh thôi. Ôi trời ơi, nó giật hết cả mình. Trẻ lâu quá đấy. Lâu cái gì? Đã hẹn như thế rồi lại bắt người ta chờ ngoài kia. Muỗi thì đốt, xong lại còn bảo rủ chồng vào đây trả thù. Ai biết đâu, tự dưng ông ấy lại có hứng. Nhanh nhanh lên mình. Không phải nhỡ chủ nhà nó mà vào là không trộm được cái gì đâu. Con làm thao đấy, đêm hôm rồi còn làm thao. Thầy ra đây làm gì? Thầy dình trộm vào nhà. Trộm làm gì có ở đây? Thế trộm ở đâu? Trộm vào nhà mình rồi. Trộm vào nhà mình, sao con biết? Con vừa thấy. Nó vào đâu? Nó vào buồng của thầy rồi. Ôi, thế à? Con chết. Thằng trộm kia, đứng lại. Cái gì? Làm gì có trộm? Không có trộm ông ạ. Ông là trộm đấy. Ông bảo ai là trộm? Ông buồn cười nhỉ. Ông không phải trộm, ông vào nhà tôi làm gì đêm hôm này? Ô hay. Mồm ông vừa gào ngoài kia là có trộm. Tôi đang đứng hóng gió ngoài này, ngắm trăng thì thấy ông bảo là có trộm, thì tôi mới vào đây để giúp ông bắt trộm. Ông đúng là dở mặt nhá. Như thế không còn tình làng nghĩa xóm, không còn là tối lửa tắt đèn có nhau nhá. Thôi, bạn bớt nóng. Tôi nhầm, gớm. Nhầm. Thôi, không có trộm là may rồi, tôi về đây. Thôi, đi này. À này. Hả? Đứng lại. Là cái gì đấy? Quần của ông đây à? Quên này.
đúng rồi. Thôi tôi về nhá. À. Này, lại cái gì nữa? Sao mặc quần của tôi? Hả? Đó, tôi mặc nhầm. À, hóa ra là chính mày ăn cắm quần của tao đúng không? Ai đây? Khổ quá. Tôi không phải ăn trộm quần của ông. Ai trộm này? Em xin mày. Tôi không phải ăn trộm quần của ông mà tôi sang đây là làm vụ trộm với vợ của ông. Không tin hỏi vợ ông mà xem. À, mày khai rồi nhá, chính mồm mày khai nhá. Hai đứa chúng mày giàn díu trộn với nhau nhá. Ôi giời ơi, tối mịt tối mờ rồi mà sao chả thấy ai ở nhà thế này. Bình ơi, xin ơi. Dạ. Mày mang cái giả đi. Dạ con chào thầy. Mang nước đi đâu đấy? Dạ con đi uống hả? Mày thấy thầy đi làm về vất vả, nước không mang ra mà mời mang bát nước ra uống à hả? Mày lấy nước ở đâu đấy? Dạ con lấy nước ở dưới bếp. U đun ạ. U đun nước? Vâng ạ. Ôi dồi. Sao lại lãng phí thế nhỉ? Hả? Mất thời gian đun nước, tốn củi đi đun nước. Tại sao mày không lấy nước ở giếng kìa? Hả? Lấy nước mưa mà uống hả? Mang vào. Nghe thầy dặn cho kỹ đi này nhá. Mang bát nước này vào, đổ vào chỗ cũ nhá. Xong đó cầm cái bát này ra cái chung nước mưa, lấy cho thầy một bát vào đây. Dạ vâng ạ. Nhanh. Thời gian không biết làm gì, đi đun nước vừa tốn củi vừa mất thời gian. Ôi Minh. Minh về đây à? Nóng quá. Thế không về thì ở ngoài đồng à? Thì em thấy mình về muộn em mới hỏi chứ sao. Không làm cố ấy, thì lấy cái gì mà nhét vào mồm hả? Cứ làm qua loa qua luyết thì ba cái miệng ăn này lấy cái gì? Giời ạ. Gì mình? Hôm nay nhà phú ông tát ao nên là tôi phải chờ để mót được mấy con cá. Này, này, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cái gì? Này nhá, nghe dặn đây này. Trong này có một con cá giếc nhá. Ba con cá rô. 5 con cá mải mại. Có một con tôm nhá. Ra rồi đi. Mai nấu chia đều ra nhá. Thiếu con nào chết thôi. Biết rồi, khổ lắm cơ. Để cẩn thận đấy nhá. Em biết rồi. Thầy ơi, thầy nước đây thầy ơi. Mời thầy uống ạ. À, thầy xin. Đây. Này, ngửi xem. Thơm không? Không. Ừ. Nước mưa thơm thế này bảo không. Ừ. Ôi dồi ôi. Nước mưa vừa thơm vừa mát. Này, nhà mình là từ các đời cụ đến đời thầy nhá. Là toàn nước mưa mà uống đây, uống đi con. Uống cho mát. Đây. Uống đi. Con không uống đâu. Con này hay nhỉ. Uống đi. Không. Thầy xin. Vào bê cho U cái niêu cơm ở đây nhá. Dạ vâng ạ. Ngon không mình? Cơm thế này mà gọi là cơm à? Hả? Sao? Hả? Cả ngày ở nhà chỉ có mỗi việc nấu cơm. Thế mà dọn cái mâm cơm như thế này à? Thì em nấu toàn món ngon còn gì? Ôi dồi ôi. Chết. Tôi nói mình nghe này. Nhà này chỉ có mình tôi đi đồng. Mình thì ở nhà làm ba cái việc vặt. Thằng Xin này thì chỉ có chơi quanh nhà. Làm gì mà nấu nhiều cơm như thế này. Chỗ cơm này là phải ăn được 3 bữa nhá. Mà này tôi dặn mình này, làm cái gì thì làm cũng phải biết tiết kiệm nhá. Nấu cơm này mình độn thêm khoai, thêm ngô vào nhá. Ăn cho nó chắc dạ. Với lại thực phẩm mới mua tận 2 đĩa thế này à ha? Một cái đĩa này chia làm 3 bữa. Cái này cất đi xịt. Mang xuống bếp. Cất vào chặn. Dạ vâng ạ. Đậy cẩn thận nó không mèo nó cổ.
Mình tiết kiệm vừa phải thôi chứ. Này, tôi nói cho mình biết nhé. Dư là cái món ăn được lâu mà lại lấy nhiều thế này à? Hả? Rồi là còn nước mắm này. Ui dồi ôi, thế này bảo sao không nghèo. Này, này. Nước mắm ấy, mỗi bữa chỉ ăn từng này là nhiều nhá. Cứ thế lần sau cứ thế này mà đo nhá. Xin nào. Ra. Ra đây thầy bảo. Lãng phí. Quá lãng phí. Cất hai bát này vào chạn nhá. Khóa cẩn thận mà không mèo nó ăn. Dạ vâng ạ. Thôi, lấy cơm ra mà ăn đi còn gì nữa. Lần sau rút kinh nghiệm nhá. Trên. Ăn cơm con ơi, xin ơi. Ra, ăn cơm đi. Này, uống nước đi con. Uống nước nhiều vào rồi ăn cơm nó nhanh no. Không có uống đâu. Mà này, nhớ nhá, bắt đầu từ ngày mai trở đi nhá. Tất cả cái việc đi chợ, mua thức ăn để nấu cơm là tôi lo nhá. Rồi, em biết rồi, thôi ăn cơm đi. Ăn cơm đi con. Thầy ơi, thầy cất cơm với thức ăn đi rồi, ăn bằng gì hả thầy? Ồ, bao nhiêu thứ đây thôi. Ê, ăn dưa này, ăn canh này, nước mắm này. Mà này, mai tôi mua vừng về, nhớ là rang lên cho nhiều muối vào nhá. Ăn no lâu, ăn đi. Này, anh sao đây? Rất cám mình. Mình làm cái gì đấy? Thì em đang vá cho mình lại cái áo này. Khiếp, rách đi. Này, sờn hết cả vải rồi đây này. Sờn thì vá thêm nó vào. Này, mình ơi em bảo. Hay là mai em ra chợ, em mua cho mình cái áo mới nhá. Cái áo này là thầy tôi truyền lại cho tôi nhá. Mặc vào người nó mát lắm nhá. Chỗ nào nó rách ấy, thì mình vá thêm nó vào. Mua làm gì cho nó phí tiền ra. Với lại cái áo này ấy, là tôi dự định để sau này thằng Sim nó lớn nó còn mặc chứ. Nhưng mà nó hỏng hết rồi đây này. Mình nhìn không. Này, chỉ bục hết ra rồi em vá đi vá lại bao nhiêu lần. Thôi. Hỏng chỗ nào thì vá chèn như chỗ đấy nhá. Mà vá càng nhiều thì mặc này càng ấm chứ sao. Ôi dồi, cái gì thế này? Mình bật đèn dầu để vá đấy à? Thì em phải nhìn em mới vá được chứ. Sao mình tắt của em đi, em vá bằng cái gì? Trăng nữa. Sao ấy? Sáng như thế này, cần gì phải đèn? Mình phải biết tiết kiệm chứ. Trời ơi. Ôi dồi. Ôi dồi ôi, cái gì đấy chứ? Muỗi. Này mát trời nhỉ? Gió hiu hiu, trăng sáng. Tắm chưa? Tắm rồi. Tắm rồi à? Chua thế? Có mà mũi mình chua ấy. Chua đấy mà chua. Thằng Xin nó ngủ chưa? Nó ngủ rồi, đêm hôm rồi chả ngủ. Thức làm gì? Hả? Cái gì? Tắm đi. Thế em tắm nha. Ê! Thôi, không còn tắm đâu. Tiết kiệm. Vào luôn, tôi chờ nhé. Hả? Cái gì? Cái đấy.
nhịn, tiết kiệm. Hả?